Đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong năm 2018, đây là một trong những nội dung nổi bật nêu tại công văn số 2139 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, đối với công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo phải thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau: triển khai thực hiện đồng bộ chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo, phấn đấu giải quyết kịp thời có hiệu quả trên 85% tổng số khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở địa phương, nỗ lực thực hiện tốt trên 80% tổng số quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, tăng cường công tác quản lý hướng dẫn pháp luật về tiếp công dân khiếu nại tố cáo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại tố cáo cho công dân, đưa vào sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo, tiếp tục hoàn thiện thể chế về tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo. Công văn số 2139 được ban hành vào ngày 30 tháng 8 năm 2017. Bộ Giao thông Vận tải ban hành thông tư số 27 năm 2017 về việc sửa đổi bổ sung quy định chất lượng dịch vụ hành khách của cảng hàng không tại thông tư số 36 năm 2014. Theo đó, trong mọi trường hợp hãng hàng không phải thực hiện các nghĩa vụ dưới đây khi hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng bị chậm, hoãn hoặc hủy chuyến mà không được miễn trừ như hiện nay: phải phục vụ nước uống nếu chậm từ 2 giờ trở lên và đồ ăn nếu chậm từ 3 giờ trở lên; chậm từ 6 giờ trở lên, nghĩa là từ 7 giờ đến 22 giờ, phải bố trí nơi nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của cảng hàng không; chậm từ 6 giờ trở lên, từ 22 giờ đến trước 7 giờ hôm sau, phải bố trí chỗ ngủ, nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, hoặc là giải pháp thay thế nếu được sự đồng ý của khách hàng; chuyển đổi hành trình hành khách trong phạm vi cung cấp dịch vụ của hãng hàng không để hành khách tới điểm cuối cùng của hành trình một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Thông tư số 27 năm 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2017.